là một trong những ông kẻ của bóng đá châu Á kể từ khi gia nhập AFC vào năm 2006. Tuy nhiên, khi ra với sân chơi cấp thế giới, Australia lại không có được những thành tích tốt ở hai đấu trường là FIFA World Cup và Confederation Cup. Dù vậy, mỗi khi đối đầu với các đội bóng thuộc châu Á, Úc vẫn luôn được xếp ở hạng cửa trên, dù cho đối thủ của họ là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran. Đến với vòng loại thứ 3 này, Australia tiếp tục cho thấy bộ mặt của một ông lớn khi thắng giòn giã Trung Quốc 3-0. Có lẽ đây là lúc chúng ta đặt ra những câu hỏi về Socceroos, đội bóng sẽ là đối thủ của Việt Nam ở trận đấu vào ngày 7 tháng 9 tới đây trên sân Mỹ Đình. Một trận đấu có thể xem là khó khăn nhất ở bảng B vòng loại thứ 3 của Việt Nam. Bởi lẽ, Australia không chỉ là một đội bóng mạnh và đẳng cấp hơn, mà họ còn có một dàn hảo thủ đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Một đội bóng rất khác biệt nếu so với Ả Rập Saudi. Australia có những tên tuổi nào nổi bật? Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Australia đã đem đến một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, thậm chí có những trường hợp thi đấu ở top 5 giải đấu hàng đầu như Bundesliga hay La Liga. Đầu tiên đó là Matthew Ryan, thủ môn dày dặn kinh nghiệm từng bắt ở Roma League và hiện nay đang chơi ở La Liga trong màu áo của Sociedad. Tuy nhiên, quãng thời gian đỉnh cao nhất của Matthew Ryan là khi mà anh chơi 121 trận đấu trong màu áo của Brighton and Hove Albion. Matthew Ryan thậm chí còn được Brighton đem cho Arsenal mượn trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, vì không thể cạnh tranh một suất bắt chính với Burnley nên thủ thành người Úc chỉ có thành tích vỏn vẹn 3 trận trước khi chuyển đến Real Sociedad. Tiếp theo trong danh sách của Socceroos, chúng ta sẽ có hai cái tên đến từ hàng tiền đạo. Đó là Daniel Arzani của câu lạc bộ Lommel đang thi đấu tại giải hạng 2 của Bỉ và Awar Mabil của câu lạc bộ Midtjylland, đội bóng đang chơi tại giải Đan Mạch. Với Arzani, chúng ta có một học viên đến từ lò đào tạo Melbourne, một chi nhánh của câu lạc bộ Manchester City. Daniel Arzani là một mẫu tiền đạo sở hữu lối chơi giàu tốc độ cùng khả năng đi bóng cực kỳ lắc léo. Ngoài ra, anh còn cho thấy sự đa năng khi có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng tiền đạo, dù là trung lộ hay hai bên cánh. Chính vì sự đa năng của tài năng được bộc lộ từ khi còn rất trẻ, nên Daniel Arzani đã được huấn luyện viên Van Marwijk triệu tập lên đội 1 ở vòng chung kết World Cup 2018 khi chỉ mới 19 tuổi. Qua đó, giúp Arzani trở thành cầu thủ trẻ nhất trong đội hình Australia có mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong lịch sử và cũng là cầu thủ trẻ nhất lịch sử các vòng chung kết World Cup. Cuối cùng là Awar Mabil của câu lạc bộ Midtjylland, cậu học trò cưng của huấn luyện viên Graham Arnold khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Central Coast Mariners, một cầu thủ sở hữu khả năng chọn vị trí và săn bàn cực kỳ nhạy, điều mà chúng ta đã được chứng kiến ở trận đấu gặp Trung Quốc. Cụ thể, tiền đạo người Australia gốc Kenya đã sử dụng tài năng của mình để thực hiện một pha đánh đầu trái phá mở tỷ số. Thành tích của Socceroos ở đấu trường World Cup. Cũng giống như Ả Rập Saudi hay các đội bóng châu Á khác, Australia không phải là một khách quen ở vòng 16 đội World Cup. Tuy nhiên, đã có một lần họ làm được điều này, đó là kỳ World Cup 2006. Cụ thể khi đó, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gus Hiddink đã đứng nhì bảng với sự góp mặt của một Brazil đương kim vô địch cùng với đó là Croatia. Thế nhưng, Australia đã xuất sắc vượt qua được vòng bảng với vị trí nhì bảng sau trận thắng 3-1 trước Nhật Bản và trận thua 0-2 trước Brazil, một trận hòa 2-2 trước Croatia. Sang đến vòng knockout, Australia đối đầu với Italy. Dù gặp phải một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới khi đó, thế nhưng các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi vẫn không hề nao núng, thậm chí còn chơi đôi công với đội bóng của Marcello Lippi xuyên suốt 90 phút. Tiếc thay, chỉ vì một pha tắc bóng có phần lộ liễu mà Australia đã dâng cho đối phương một quả phạt đền, và dĩ nhiên là Francesco Totti đã không bỏ lỡ để ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Ở vòng loại thứ hai World Cup vừa qua, Australia tiếp tục cho thấy sự áp đảo của họ khi giành được 8 chiến thắng sau 8 trận đấu, đạt hiệu số bàn thắng bại là dương 26. Càng đáng nể hơn khi biết rằng Australia nằm cùng bảng với hai đội bóng rất mạnh đến từ vùng vịnh là Kuwait và Jordan. Thành phần ban huấn luyện của Australia có những ai nổi bật? Bên cạnh huấn luyện viên trưởng Graham Arnold, một người rất am hiểu bóng đá Úc, thậm chí từng là huyền thoại của Socceroos thời còn là cầu thủ, chúng ta còn có một cái tên nữa cũng nổi bật không kém, thậm chí với người hâm mộ Việt Nam còn nổi tiếng hơn cả huấn luyện viên trưởng. Không ai khác, đó chính là Rene Mullenstein, trợ lý một thời của chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson. Có thể nói, bên cạnh Carlos Queiroz, Rene Mullenstein
chính là phó tướng gắn bó lâu nhất với chiến lược gia người Scotland. Ông đã cùng làm việc với Sir Alex từ những năm 2007 cho đến khi Fergie chia tay bằng ghế huấn luyện vào năm 2013. Tuy nhiên, kể từ khi rời khỏi sân Old Trafford, vị phó tướng này lại không giành được nhiều thành công trên bàn ghế huấn luyện. Sau khi lan bạc qua khắp nhiều đội bóng ở Nga như AZ Makhachkala, ở Anh với Fulham, ở Israel với Maccabi Haifa và cuối cùng là tại giải Ấn Độ trong mùa áo của Kerala Blaster, Renan Mullerstein rốt cuộc cũng tìm cho mình được một bến đỗ, đó là đội tuyển Australia. Một lần nữa, ông trở lại với trách nhiệm phó tướng quen thuộc của mình. Nhưng lần này là không phải với Sir Alex mà là với huấn luyện viên Berg và Marwick. Có lẽ minh chứng lớn nhất cho tài năng của vị phó tướng này chính là việc kể cả khi Berg và Marwick rời khỏi nhiệm sở sau khi World Cup 2018 kết thúc, ông vẫn được người kế nhiệm là Graham Arnold giữ lại. Một phần với Renan Mullerstein có khá nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở giải đấu hàng đầu thế giới và làm việc tại một câu lạc bộ cũng hàng đầu nước Anh. Đội hình của Australia ở trận đấu gặp Việt Nam. Rất có thể ở trận đấu tới trên sân Mỹ Đình, Australia sẽ sử dụng đội hình đã được họ sử dụng rất thành công ở trận đấu gặp Trung Quốc, đó là 4-2-3-1. Chúng ta sẽ có Matthew Ryan trong khung gỗ. Khu vực hai hành lang cánh của hàng hậu vệ sẽ là Ryan Grant và Aziz Behic. Tiếp theo ở khu vực trung vệ, chúng ta sẽ có bộ đôi Trent Sunbury và Harry Sota. Ở hàng tiền vệ, với bộ đôi trung tâm là Aiden Hustick và Jackson Irvine. Cuối cùng, ở tuyến trên, chúng ta sẽ có lần lượt Martin Boyd và Owen Mabil ở hai cánh. Còn Tom Rogic sẽ đóng vai trò hậu công, phía sau tiền đạo chơi cao nhất đó là Adam Taggart. Có lẽ, qua video phân tích này, chúng ta cũng đã phần nào cảm nhận được sức mạnh cũng như đẳng cấp mà đối thủ chúng ta sắp đụng độ trên sân Mỹ Đình. Một đội bóng chắc chắn sẽ còn khó nhai hơn rất nhiều so với Ả Rập Saudi. Một đội bóng không chỉ có những ngôi sao trên sân mà còn có những ngôi sao trên bàn ghế huấn luyện.